Rồi xin chào cả nhà buổi trưa nha. Đây, tiếp tục bữa nay mình lên sóng cho một cái máy City nha, 110. Thì bữa nay rảnh này Phố mới có thời gian lên máy, tắt máy, thì sẵn quay clip gửi đến anh em bà con mình xem cái máy này nha. Thì máy này là Phố mới đưa lên Phố Tết. Thì anh em nào có cần muốn xài sử dụng nó thì liên hệ cho Phố nha. Rồi máy thì Phố vệ sinh sạch sẽ, máy là nổ ấm êm nha cả nhà. Rồi đây Phố nổ máy cho cả nhà mình xem nghe tiếng máy nha. Đây quay số máy cho cả nhà mình xem nha. Cái máy này có anh em nào muốn mua thì xem số máy mình nhớ nha. Thì mình có cần thì mình lấy nha mọi người. Máy nổ là hơi hám mà cực kỳ lực nha. Rồi thì anh em bà con nào có cần sử dụng em nó thì cứ nhắc máy lên alo cho Phố nha. Phố có để số điện thoại trên video nha mọi người. Để nhiều khi bà con anh em bình luận nhiều quá Phố không có trả lời hết được thì cả nhà cũng thông cảm nha. Rồi thôi chào cả nhà buổi trưa nha, chúc đại gia đình mình buổi trưa vui vẻ nha mọi người. Rồi thôi bye bye nha.